Ngày 1 tháng 8, Thánh Amphong Liguori, giám mục tiến sĩ hội thánh. Ngài sinh năm 1696, mất năm 1787. Alfonso sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại Marianelli, gần Naples, nước Ý đại lợi, trong một gia đình quý phái đạo đức. Vào năm 16 tuổi, Ngài lấy bằng tiến sĩ giáo luật và dân luật của Đại học Naples, nhưng sau đó đã bỏ nghề luật sư để hoạt động tông đồ. Ngài được thụ phong linh mục năm 29 tuổi và dồn mọi nỗ lực trong việc tổ chức tuần đại phúc ở các giáo xứ, cũng như nghe xưng tội và thành lập các đoàn thể Kitô giáo. Ngài sáng lập dòng Chúa Cứu Thế tại Scala, nước Ý năm 1732. Đó là một tổ chức của các linh mục và tu sĩ sống chung với nhau, tận tụy theo gương Đức Kitô và hoạt động chính yếu là tổ chức tuần đại phúc cho nông dân ở thôn quê. Như một điềm báo cho điều sẽ xảy ra sau này, sau một thời gian hoạt động, những người đồng hành với Ngài ngay từ khi thành lập đã bỏ tu hội và chỉ còn lại có một thầy trợ sĩ. Nhưng tu hội cố gắng sống còn và được chính thức chấp nhận vào 17 năm sau, dù khó khăn vẫn chưa hết. Sự canh tân mục vụ lớn lao của cha Alfonso là cách giảng thuyết và giải tội. Ngài thay thế kiểu hùng biện khoa trương, thùng rỗng kêu to bằng sự giản dị dễ hiểu, và thay thế sự khắc nghiệt của thuyết Jansen bằng sự nhân từ. Tài viết văn nổi tiếng của Ngài phần nào đã làm lu mờ công lao khó nhọc mà Ngài đã ngang dọc dùng Naples trong 26 năm trường để tổ chức tuần đại phúc. Ngài được Đức Giáo hoàng Clement thứ 13 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thánh Agata dei Gotti năm 1762. Ngay sau khi nhậm chức, Ngài đã cải tổ toàn diện giáo phận. Hành tích kể rằng một trong các linh mục của dòng có cuộc sống rất trần tục và cưỡng lại mọi biện pháp nhằm thay đổi lối sống ấy. Vị linh mục được Đức cha Alfonso mời đến và ngay ở lối vào của phòng Ngài, thánh nhân cho đặt một tượng thánh giá thật lớn. Khi vị linh mục do dự không dám bước qua, Đức cha Alfonso ôn tồn nói: "Hãy bước vào đi và nhớ đạp lên thánh giá. Đây không phải là lần đầu tiên mà cha đạp Chúa dưới chân mình." Thánh Alfonso nổi tiếng về nền tảng thần học luân lý, nhưng Ngài cũng sáng tác nhiều trong lĩnh vực tâm linh và thần học tính lý. Văn bản các vinh danh của Đức Maria là một trong những công trình vĩ đại về chủ đề này, và cuốn Viếng Thánh Thể được tái bản đến 40 lần trong đời Ngài đã ảnh hưởng nhiều đến sự sùng kính Thánh Thể trong giáo hội. Trong cuộc đời Ngài, thánh nhân phải tranh đấu để giải thoát cho nền thần học luân lý khỏi sự khắt khe của chủ thuyết Jansen. Thần học luân lý của Ngài đã được tái bản 60 lần trong thế kỷ sau khi Ngài từ trần, chú trọng đến các vấn đề thực tiễn và cụ thể của các cha xứ và cha giải tội. Nếu có thói vụ lực và giảm thiểu hóa luật lệ xen vào thần học luân lý, chắc chắn nó không thuộc về mô hình thần học tiết độ và nhân từ của Ngài. Vào năm 71 tuổi, Ngài bị đau thất khớp khủng khiếp. Ngài đau khổ trong 18 tháng sau cùng với sự tăm tối vì sự do dự, sợ hãi, bị cám dỗ đủ mọi khía cạnh đức tin và mọi đức tính. Ngài qua đời ngày 1 tháng 8 năm 1787 tại Nocera de Bragani, Salerno. Đức Giáo hoàng Pius thứ 6 công nhận các nhân đức anh hùng của đấng đáng kính Alfonso năm 1796. Đức Giáo hoàng Pius thứ 7 tôn phong chân phước cho Ngài ngày 15 tháng 9 năm 1816, và Đức Giáo hoàng Gregory thứ 16 đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839. Đức Giáo hoàng Pius thứ 9 đã tuyên xưng thánh Alfonso Liguori là tiến sĩ hội thánh ngày 7 tháng 7 năm 1871, và năm 1950, thánh Alfonso được Đức Pio thứ 12 tuyên xưng là quan thầy của các thần học gia luân lý.